Hôm bữa tôi nghe giang hồ đồn là làm bơ đậu phộng rất là dễ. Sẵn tiện hôm nay nhà vô tình lại có bánh mì, tới công chuyện thôi. Ủa rồi phải đi mua đậu phộng hả ta? Đậu phộng thì các bạn có thể rang trên chảo hoặc là bỏ vào nồi chiên không dầu như mình nha. Chỉnh 160 độ cho 10 phút trước nha. Cái gì mà không chắc ăn thì không nên chỉnh nhiều. Sau 10 phút thì mình kéo ra con tôi nhỏ được chưa nè. Sốc thì nó lên một xíu nha cả nhà. Bây giờ sẽ đút vào. Vẫn là 160 độ nhưng mà mình sẽ thêm 5 phút nữa nha. Đây là một trong những biện pháp nướng đồ an toàn của tôi, cứ chậm mà chắc. Và sau khi lục tung nhà bếp thì mình đã kiếm ra ba nguyên liệu quan trọng để tạo nên cái món này. Muối hết rồi. Mật ong gần hết luôn. Và dầu ăn hên quá nó còn. Nó nghe nè, dầu ăn thì bà nào có dầu ô liu thì dùng dầu ô liu nha. Còn mật ong đây là mật ong hoa cà phê, nhà bà nào không có thì có thể thay bằng đường. Còn bà nào mà muốn dùng mật ong như tôi á thì kiếm tôi nha. Còn muối thì ra chợ mua đi chứ giờ cũng hết rồi. Một cái nữa rất quan trọng. Mẹ em đã xong phim rồi. Máy xay nha cả nhà. Máy xay mình dùng dung tích lớn luôn. Tại vì mình dùng hơi nhiều đậu các bạn. Nếu mà ít hơn thì dùng cái máy nhỏ hơn nha. Sau 5 phút thì đậu của mình cũng đã chín rồi nè mọi người. Không biết đâu. Muốn đi chơi thì đãi hết cái món đậu này nha. Không mấy giờ mình ra chợ mình mua mẹ hũ bơm về mình chét bánh mì mình ăn đi mấy bạn. Vậy cho nó nhanh hả? Chứ có đâu. Chứ có đâu tốn tâm sức mật phụ này. Mình đang suy nghĩ là hồi đó giờ có ai làm bơ đậu phộng xay luôn vỏ cho mấy bạn. Biết đâu đây đột phá làm sao biết đâu. Người ta thường bảo là người thành công luôn có lối đi riêng. Biết đâu hôm nay mình thành công sao? Hỏi không? Nghe đồn là cái vỏ này cũng nhiều vitamin với chất khoáng lắm nha. Sợ gì mà không dám thử. Chắc nhà. Lưu ý với cả nhà thì các bạn nên dùng cái máy xay nhỏ hơn nha. Mình dùng nó bự quá mà đậu của mình ít đó nên nó hơi bị loãng á nha mọi người. Tại vì tôi thử nghiệm cho nên tôi không dám xay hết cái lượng đậu đâu. Ở đây thì mình cho vào mật ong hoặc là các bạn có thể thay bằng đường ha. Một xíu muối, dầu mè nếu bạn nào có ha. Và các bạn cứ cho nước từ từ vào ha. Cho đến khi nào đậu của mình nó sệt đi nóng quá là trái bù rì nha mấy bạn. Đi vào bạn thích ăn mịn hơn hay là còn lợn cọn ha. Mình thì mình thích ăn còn lợn cọn như thế này nè. Cái đó là người ta nói thôi, còn tôi á là từ giờ mấy bạn mạnh hay yếu nha. Rồi chỉ cần phết lên bánh mì là chúng ta ăn thôi. Phải công nhận là cái mùi nó thơm chịu không nổi luôn mọi người. Đúng là đậu mà mình rang á rồi mình xay á nó thơm cực kỳ luôn á các bạn. Mời cả nhà nha. Béo. Ban đầu thì mình cũng có suy nghĩ là nếu để vỏ thì nó sẽ bị nhẫn. Nhưng mà không ngờ kết quả không nhẫn nha. Ăn ngon mà lại đỡ tốn công ngồi bóc vỏ nữa. Béo thiệt thật luôn á. Béo nhiều hơn so với mình đi mua luôn mọi người. Công nhận làm bơ theo cách này nó đâu có khó đâu mọi người. Rất là dễ mà lại ngon nữa. Rất là cool, làm sớm hơn rồi. Thôi chào tạm biệt cả nhà đây nha. Đừng quên nhấn theo dõi để xem tiếp những video tiếp theo của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nha. Bye bye.